Xin chào tất cả các anh em ha. Thì hôm nay mình sẽ uống cái sơ cấp cho cái cây bữa mình dâm từ cái rễ anh em. Thì hôm mình cũng có demo một lần rồi. Thì bây giờ mình sẽ dựa theo cái demo đó mà mình sẽ xây dựng cái cây của mình. Thì trước khi mình bắt tay vào mình xây dựng thì mình sẽ tỉa bớt những cành nào thừa thãi mình bỏ. Thì mình sẽ cắt bớt lá nó luôn. Nhưng mà anh em nhớ chừa lá ngọn lại ha. Chừa lá ngọn lại đang cho nó mau phát nè. Thì những cây này mình chơi thì nó ít tốn tiền ha. Mình có cây lớn cái mình cắt lúc mà mình có mấy cái rễ cái mình đem mình dâm lại cái mình có những cái cây mini mình chơi nè. Cái sam hương này nó cũng dễ sống, dễ chăm. Thì anh em nào mới tập chơi á, thì nên chơi cái dòng này thì nó cũng dễ. Rất là dễ sống. Thì cây siêu mini thì cũng giống như những cây lớn thôi. Mình cũng sẽ nuôi cốt nó. Rồi sau đó mình sẽ cắt giật nó vô. Thì mình trước khi mình nuôi cốt thì mình sẽ xây dựng những cái căn bản cho nó trước. Mình nuôi. Nuôi xong rồi mình mới cắt giật vô. Mình sẽ định hình nó trước ha. Rồi mình sẽ cắt giật vô từ từ. Rồi sau đó mình sẽ xây dựng những cái cành thứ cấp tiếp theo nó mới được cây đẹp anh em. Để được một cây đẹp thì rất là tốn thời gian. Để được một cây đạt thì cũng phải là vài năm, ít nhất là cũng phải 3 năm anh em. Thì mình chơi cây mini thì nó tạo cho mình cái tính kiên nhẫn, đừng nóng vội ha. Nhiều khi mà mình tạo được cái cây của mình mong muốn rồi mình sướng lắm anh em. Thì mấy cây mini nhỏ vậy nè, mình nên quấn dây hết một lần đi, mình sẽ uống. Thì sam hương á, thì nó hơi giòn. Thì lúc cái cành nó còn xanh vậy nè, mình quấn mình uống là vừa. Chứ để mà nó hơi nâu rồi đó, nó giòn lắm mình uống sẽ gãy. Đó là đặc tính của sam hương. Thì anh em trồng sam hương thì cũng nên trồng cái trồng nó thoáng một chút. Đừng để nó mà nó đọng nước nhiều quá nó sẽ dễ bị úng rễ không. Sam hương là dễ bị bệnh úng rễ. Thì chất trồng của mình thì chỉ có cát, sơ dừa với trấu sống, mỗi thứ bằng nhau. Mình sẽ trộn lên. Mình trồng. Thì cái này mình kêu là giá thể trồng. Để cho cây nó vững vàng thôi. Còn chất dinh dưỡng là ở ngoài mình đem vô. Rồi mình bỏ phân rồi thêm ha. Chứ trong những cái thành phần này cũng không có chất dinh dưỡng gì đâu nhiều. Thì cây siêu mini anh em nên bẻ cái co nó gắt một chút. Để cho cái bộ tán nó thu nhỏ lại. Chứ mình bẻ lơi quá thì cái bộ tán nó hơi xa, nó hơi lớn. Thì nó mất thẩm mỹ. Những cái cây như vậy thì mình để mình bàn trà thì rất đẹp anh em. Thấy cây nhỏ nhỏ này chứ nó nuôi lâu lắm, nuôi cực lắm. Thì mình sẽ xây dựng căn bản của nó trước rồi sau đó mình sẽ cắt giật vô ha. Thì anh em cố gắng phân tàn nó ra sao cho nó đừng đừng trùng lắp. Khi mình nhìn nó hướng nào nó cũng thấy nó chi tàn nó phân rõ ràng ra. Nó đừng có chồng chéo lên nhau là được. Rồi khi mà mình uống sơ cấp vậy nè, mình sẽ dựng những cái ngọn nó lên. Để cho nó mau phát triển nè. Đó là cái ưu thế ngọn của cái cây. Đó, mình sẽ dựng lên vậy. Rồi mình sẽ khi mà cái cành mà nó khuyết kẽm vô miếng là anh em sẽ tháo ra được rồi ha. À, cái đó kêu là nuốt kẽm anh nè. Là mình sẽ tháo ra, mình sẽ nếu nó nằm thì thôi, nếu mà nó không nằm là mình sẽ đi lại. Rồi, chúc anh em thành công.